Ông làm từ trên gác trong nhà. Nhưng hồi lúc là ở nhà cũ, tại mẹ con mang bầu á, ở nhà cũ ông làm không được là một lần. Rồi qua nhà mới, nhà ấy ở chỗ Bình Nhâm á, Bình Dương Bình Nhâm á, chỗ đó là ông làm 5-6 lần. Rồi ra ngoài chỗ đồng ruộng, ủa rồi ông ra ngoài chỗ sông á, mọi nơi luôn ha. Dạ. Xong rồi con thấy vậy con đau á, nên con không dám đi ở bên ổng nữa, con ở bên nhà ngoại. Con về ngoại con ở. Em ở trên gác, ổng giả bộ ổng lên trên đó nữa nha anh. Ổng lên trên đó, ổng giả bộ ổng kêu em là cạo gió cho ổng á. Ổng kêu em làm cho ổng. Có cái mền đó, nhưng mà bà mẹ bá đem đi ấy là người ta kêu là hỏi ổng có làm mà dính vô trong mền là không, mới đi xét nghiệm luôn. Mà hồi bả em đi cho cái mền á. Em nhiều lần lắm nhưng mà ổng ở không có được. Xong rồi năm 11 tuổi á, ổng ở mới được. Xong rồi ổng ấy, ổng kêu ra ngoài chỗ câu cá ngoài chỗ sông đồ mà có cái lỗ này nè, giống như vậy nè, ông kêu chui vô trong đó ông làm. Có thằng cu đen nữa mà, nhưng mà quen đứng ngoài sợ ma, không dám vô. Đi ban đêm hả? Dạ, ông đi ban đêm, ông câu cá mà không có dính cá nào trơn. Ông nói ông giao bộ ông cầm cái cây vô trong ngồi lùm á, ông kêu em vô nhưng mà em không có dám vô, em sợ, em kêu thằng quen vô. Ông nói nè thôi đó cho em ngộ rồi đó, nó coi phim đi. Rồi anh chào em nha. Dạ. Thì em là tên Gấm đúng không? Dạ đúng rồi. Thì hồi nãy cái câu chuyện á mà mấy anh em vừa nghe bà ngoại kể á, thì hôm nay anh mấy anh quay lại để hỏi thăm về cái tình hình sức khỏe của bản thân em. Thì lúc gầy sức khỏe như thế nào? Dạ cũng ấy à. Ừ, ấy là sao? Khỏe. Khỏe hen. Dạ, chỉ có là em ăn muối nhiều quá nên cao huyết áp chóng mặt. À. Và hổm té cái phập xuống dưới cầu thang. À, ăn muối hả? Dạ. Thì sao không ăn đồ ăn mặn muối? Dạ không có đồ ăn ăn cơm với muối ngoài. Ăn cơm với muối không vậy hả? Dạ có khi người ta cho mì đó cũng ăn, ít ăn mì lắm nhưng mà phải ăn cơm với muối. Còn mấy bữa nay có lượm cho chai không? Dạ không, ở nhà đây con nhỏ này bị bệnh nó sốt á, sợ nó bị co giật nữa. Rồi bây giờ mấy anh hỏi em nè. Dạ. Cái tình hình á mà trước đây á mà em với người cha ruột của mình á, thì em có thể thực lại cho bà con á, trên cộng đồng mạng người ta xem hay người ta nghe để ta hiểu hơn về cái hoàn cảnh của mình, để bà con thương mình á, giúp đỡ cho mình. Thì em có thể kể lại một lần nữa ha, là trước đây là em ở chung với ai? Dạ em ở chung với ba mẹ. Em giữ con lụa lúc đó mới có ấy à. Là em gái cưng ha. Mà lúc đó là ở nhà trọ kia, ba mẹ còn mang bầu. Ổng ngậu xỉn về, ổng nằm trên võng á, ổng thấy em nằm kế mẹ em á, ổng ngẫm em lên trên võng, ổng tính làm nhưng mà làm không có được. Cái ổng không làm được đâu. Ổng đợi mẹ đi á, ổng kêu em làm này kia cho ổng. Sao lúc đó còn có em có chống cự gì không hay là cũng dạ có, em khóc dữ lắm nhưng mà ổng dám nói, ổng nói là ổng hù. Ổng hù hâm dọ ha. Dạ tại con sợ ba mẹ. Nhiều lần không? Nhiều lần không? Dạ nhiều lần lắm nhưng mà ổng ở không có được. Xong rồi năm 11 tuổi á, ổng ở mới được. Xong rồi ổng ấy, ổng kêu ra ngoài chỗ câu cá ngoài chỗ sông đồ mà có cái lỗ này nè, giống như vậy nè. Ổng kêu chui vô trong đó ổng làm. Có thằng cu đen nữa mà, nhưng mà quen đứng ngoài sợ ma, không dám vô. Đi ban đêm hả? Dạ. Ổng đi ban đêm, ổng câu cá mà không có dính cá nào trơn. Ông nói ổng giả bộ ổng cầm cái cây vô trong ngồi lùm á. Ổng kêu em vô nhưng mà em không có dám vô. Em sợ, em kêu thằng quen vô. Ổng nói nè thôi đó cho em ngộ rồi đó, nó coi phim đi. Giống như ổng làm bộ đi câu cá rồi. Dạ. Ổng dở trò đó ha. Dạ. Xong rồi ổng ở được cái ổng ấy. Ổng nói với mẹ là em vậy á. Nó là người khác ở chứ không phải ổng ở. Không chối ha. Dạ. Tức là em sao mấy vụ đó em có về nói với mẹ em kể sự việc với mẹ em không? Dạ không, mẹ toàn đi làm không mà, với lại cũng thấy mẹ thương ba dữ lắm nên con không dám nói. Mà anh hỏi thiệt em một lần nữa nha. Dạ. Cái người ba đó là ba ruột em hả? Dạ đúng rồi, ba ruột luôn á. Ba ruột luôn mà ba cũng có xem mấy đoạn mà kiểu như là hiếp con gái gì đó. Coi phim đồ trị ha. Dạ. Ổng coi rồi đó mà ổng vẫn làm. Con cũng sợ lắm nhưng mà con không dám nói mẹ. Cái con ổng qua bên nhà xong con mới thấy vậy con đòi qua ngoại con ở. Ngoại tên là ngoại để á.
Tại vì ổng không có cho con ăn cơm. Ổng đồ ăn của ổng cũng không cho con ăn. Ổng liếc con cái là con sợ. Con qua toàn là qua bên ngoại không mà, tại vì ngoại ở á cũng có cơm để con ăn rồi cho con đồ ăn này kia, cho tiền mua nước, con khoái bên ngoại lắm. Cái xong rồi con ở bên ngoại cái ổng đi qua, ổng nói gắm mày ra đây tao biểu. Cái con mới khóc, khóc xong rồi ngoại họ hàng quen á, nó nói ngoại chị hai làm gì mà chị hai khóc quá trời khóc người ngoại. Cái con mới không dám nói, xong rồi con chầm chừ cái hồi mới nói nè, ba con kêu con ra con ở con để bợ, con không có dám. Cái ngoại mới nói nè, vậy thôi bây giờ Huyền Huyền, tại vì có bảo quyền á, hồi lúc đó bà chưa có đi theo người khác. Cái kêu nè Huyền Huyền, bây giờ mình chở nó lên trên bệnh viện á, mày hám nó đi, tao đi mượn tiền 1 triệu bạc đi hám cho nó. Lên trên bệnh viện người ta không có cho hám, người ta nói con còn nhỏ. Người ta kêu là đi trình báo công an mới ấy được. Xong rồi mới đi trình báo công an thì ổng trốn rồi, trốn lên mất tiêu rồi. Công an đi tìm, xong rồi ổng ra ngoài chỗ ngoài sao hè á, có cây mặn á, ổng lấy sợi dây dây hằng gì đó, ổng xiết cổ ổng, nhưng mà ổng nghĩ là ổng không có xiết. Ừ, như làm bộ. Ổng làm bộ ha. Dạ, rồi bên gia đình bên đó nói nè, mày không làm thì mày sợ gì, mày đi theo tay ra ngoài, trình báo công an. Cái ra ngoài cái ổng bị quýnh quá trời. Với lại đi thử em mai giờ ổng, chứ không phải ai hết trơn. Thử ADN ha. Dạ. Xong rồi ổng vô tù á chú. Xong rồi bên gia đình bên đó qua nói con á, giống như con gái mẹ mày vậy á, tự cởi ra cho cha mày làm chứ ai đâu làm. Rồi kêu con khuyên cho cha con được ấy giảm tội xuống, mà con đâu có dám khuyên đâu. Thế là kêu bãi nại đó ha. Dạ. Kêu ổng nhẹ tội cho ổng đi ra sớm. Rồi con có bãi nại không? Dạ không, con sợ con không dám. Rồi xong rồi ông ba con vô trong tù đó đó. Xong rồi bên bển đi qua quýnh mẹ con quá trời. Lúc đó con sợ con đâu dám ra, con ngồi trong phòng con núp không. Mà cho anh hỏi cái câu này, khi mà trước đó cha của em xem những cái phim này phim kia đó. Dạ. Rồi có cho em xem không? Dạ không, em chỉ ở trên phòng trên nhìn gác á. Em ở trên gác, ổng giả bộ ổng lên trên đó nữa nha anh. Ổng lên trên đó, ổng giả bộ ổng kêu em là cạo gió cho ổng á. Ổng kêu em làm cho ổng. Có cái mền đó, nhưng mà bà mẹ bá đem đi ấy rồi, người ta kêu là hỏi ổng có làm mà dính vô trong mền là không, nó đi xét nghiệm luôn. Mà họ bả em đi cho cái mền đó. Được cái thời đó, ổng quan hệ với em như vậy đó rồi, có mang thai không? Dạ không, đi không có mang thai tại vì con còn nhỏ á. À. Mới có ấy à. Mới 11 tuổi phải không? Dạ, mà kiểu như là có kinh rồi á, vậy thì á. Nhưng mà không có mang thai. Người ta đi khám rồi không có. Người ta đi thử luôn. Xong rồi là ấy xong vậy đó chú. Rồi con còn nhớ là cha ruột của em là làm khoảng bao nhiêu lần không? Dạ 6 lần. Tổng cộng là 6 lần á? 6-7 lần gì con không nhớ, nhưng mà con chỉ nhớ là 6-7 lần thôi. Ông làm từ trên gác trong nhà. Nhưng hồi lúc là ở nhà cũ, tại mẹ con mang bầu á. Ở nhà cũ ông làm không được là 1 lần. Rồi qua nhà mới. Nhà ấy ở chỗ Bình Nhâm á, Bình Dương Bình Nhâm á, chỗ đó là ông làm 5-6-7 lần. Rồi ra ngoài chỗ đồng ruộng. Ủa rồi ông ra ngoài chỗ xong á. Mọi nơi luôn ha. Dạ. Xong rồi con thấy vậy con đau á, nên con không dám đi ở bên ổng nữa, con ở bên nhà ngoại. Con về ngoại con ở. Cái ngoại bà nói sao mẹ không ở bên cha mày đi, mời mày đi quanh đây chi, cho cha mày chữa tao nữa. Cái thằng nói là con sợ cha quýnh con nữa, thôi con đi về bên ngoại ở nghe. Con không có dám nói là cha hiếp, con chỉ dám nói vậy thôi đó. Xong rồi cha con mấy một tuần sau á, cha con lại mới nói vậy đó. Cha con nói là gắm mày ra tao biểu. Để ông nói là đó thừa cho ông Dượng con, tên là Dượng, Dượng gì nè, Dượng Út á. Cũng như là kêu em là bà bác dạ. Tội qua cho ông đó ha. Dạ, xong rồi đó thừa cho ông đó, rồi cũng kêu ông đó lên kiểm tra luôn, xét nghiệm luôn. Nhưng mà không phải. Mà đó con cũng nghe lời ông hay gì hay là sao? Ông cũng sợ. Dạ con cũng sợ dữ lắm. Cũng nghe lời ông dữ lắm. Cái tối mà kiểu như là ngồi ở ngoài uống nước ngọt, thì là ông cầm cái cây ra ông quất liền. Ông cầm cây chổi ra ông quất lên đầu không. Ông là ông thương nhất là thằng cu đen. Rồi theo bây giờ em thương ổng hay là hận ổng? Dạ hận.
có nội kêu là em qua em ấy cho ông nội em á, tại ông nội em ổng hề ổng nói em á là bóp chân trọng á, xong rồi bóp cô ổng luôn, ổng nói gì á, cái đi qua bên đó ổng hề hốt chị đó, ổng nói là nếu mà tôi không làm á, nếu mà nó có làm á là tôi ấy này kia đó, ổng hề xong ổng té giàn giáo chết queo, đè giàn giáo gì đó. Dạ trời này quá. Xong rồi là giờ tới giờ luôn chú. Vậy là ông nội ông thề xong ổng mất luôn. Dạ, ổng thề bây giờ ổng chết cũng gần một năm rồi. Ông té thằng giáo ha. Dạ. Ổng bị cái gì chết tường gì mà dàn giáo gì đó đè anh ổng á, xẹp nát nát đầu. Hồi đó là ổng thề gì đó hả? Dạ. Ổng thề nếu mà con Tường Vi nó không làm là tôi chết. Tôi bị dàn giáo tôi đè lên. Còn nếu như con Tường Vi làm á thì nó ra ngoài thấy nó xe này kia. Mà con đâu có làm đâu. Chỉ có là con lỡ con bóp chân ổng nè, ổng kêu con á bóp tới nha. Tới nè kêu ổng kêu con bóp tới đây luôn á. Lỡ chúng nha. Dạ. Chứ là ổng kêu con làm chứ phải là tự con làm. Đó thì con không biết nhưng mà ổng kêu con bóp nè, bóp ổng nói ổng nhích tới đây nè, tới đùi ổng như nè. Cái ổng kêu con bóp sò vô đây nè. Đụng của ổng. Dạ. Nhìn quá trời nè. Lúc bóp vậy rồi con có cảm giác gì không? Con có sợ không? Dạ sợ. Sợ kiểu là chúng rồi ổng nói là con làm vậy rồi ấy ổng. Nè con là cháu nội. Dạ cháu nội. Nè nè nè. Đấy. Rồi cái nguyên nhân mà con vợ với ngoại là con... khi mà cái chuyện xảy ra. Dạ. À, vợ với ngoại luôn. Dạ. Tới giờ luôn ha. Dạ. Ở với ngoại tới giờ luôn, với ngoại ruột luôn. Coi như ngoại ruột ha. Dạ. Rồi cho anh hỏi câu nữa nha. Dạ. Rồi khi ở với ngoại xong rồi mình mới đi làm. Dạ. Đi làm kiếm tiền phụ ngoại đúng không? Dạ. Ở với ngoại thì ngoại giữ con lụa. Sẵn giữ phụ cho ngoại đi làm, sẵn phụ mẹ luôn, mẹ cũng đi làm á. Rồi như vậy là cuối cùng á là đi làm xong. Dạ. Mới có tình trạng mà có đứa bé này. Dạ. À. Đi làm. Cái này là mình đi vui vẻ phải không? Dạ kiểu như là đi ăn tiệc tùng á, tại con buồn con nói là kiểu như là đi làm có tiền rồi vui. Rồi cũng buồn nhà, gia đình á. Rồi đi làm xong rồi cũng lộ ra cục này. Rồi cái nguyên nhân mà ăn liên quan đó là lý do sao liên quan? Dạ con đi làm có tiền vui quá cũng là con mới đi làm mà kiếm tiền được 100, 200, 1 triệu, 2 triệu. Đi làm kiếm tiền rồi sẵn đãi bạn bè luôn, tại có bạn bè mà. Lúc đó con cũng tin tưởng bạn bè lắm. Rồi bạn bè ấy vậy rồi cũng...